Trâm ơi. Hello cả nhà. Lễ cả nhà đi tới cái hồ đây chơi. Ở thành phố Los Gatos. Chuẩn bị xuống đạp dịch. Trời thì nóng, nhiệt độ chắc tầm 30 độ C. Xuống đây là chuẩn luôn. Ở bên hồ là mát. Đem đồ ăn theo. Cô đây, trời ơi, cô mang dép đi ơi, cô hất cô vô nó bụi nó dơ nè con. Con lấy gì vậy? Đây là chú Sandy. Chú Sandy. Thôi, lấy một cái nữa không? Có bắt đầu nó lấy theo chỗ đây ngồi sao nó đầu đi đâu lót cái ấy lên nó không có bằng á. Ra đây nhẹ bằng dầm quay cho mọi người coi. Hồ không rộng, xung quanh hồ cây nhiều mát. Đạp dịch đây là thuê một chiếc gì là 30 đô, gần 30 đô, 27 đô. 27 đô một tiếng. Nhà mình chuẩn bị hai chiếc, chuẩn bị xuống bơi. Giờ ăn uống cái rồi xuống bơi. Bơi dịch. Chú sẽ đạp hết cái dòng hồ này chắc cũng đuối à. Chút nữa đạp một tiếng đồng hồ mà đạp chắc đạp chừng 15 phút còn 45 phút thôi, cho nó trôi. Đây sáng chuẩn bị xương bò đây ha. Bị có món lẩu nữa. Lẩu cái bóp. Lẩu cái muối hả? Cái muối không phải cái bóp. Ồ, mát quá. Mực. Không quá. Nè, no hết chưa? Chuẩn bị đạp dịch chưa hay giờ ngồi ăn nữa? Còn ăn nữa. Ừ, ăn tí nữa mới đạp dịch lận. Chè mồi đây thôi chứ, đạp mồi chứ đạp gì nữa. Chút nó mát mát đạp cũng được. Wow, wow, Jolly, coi con chim nó tới nè. Nó tới luôn. Hai. Đó, nó tới con đó. Mày dép vô con. Tới nói chuyện với nó đi. Tới vuốt vuốt nó đi. Anh cũng nhát, anh cũng nhát. Thôi đưa nó chạy, nó sợ con nó chạy đưa thôi, đưa lên. Thôi thôi con. Với lại con. Bây giờ nó rớt hộ giờ á. Đây. Nó không muốn con. Đưa đi tôi đi ơi.
Thôi bỏ. Bye bye nó ơi. Làm gì vậy? Cái quần cái áo này coi. Sợ hả? Con sợ hả? Nhanh! Mau! Sợ. Trời. Bụi bặm kìa. Đây đây, không có chạy nữa, bụi vậy đây. Bụi vậy tìa, đừng có chạy. Bụi không có chạy con. Ê, bà dịch này giống dịch mình nữa hả? Thấy không Vũ? Hello, giờ là chuẩn bị đi đập dịch. No nè, rồi giờ đi xuống xuống đạp dịch. Cái đi gai quá, ai ai bày đội mũ xấu xí rồi. Ngầu dữ ta. Đây xuống, chúng mình xuống đây nè Phạm. Xuống đây nè, cổng nè. Mày đâu không có đen. Mày không có nón đen ấy, nón đen ra đó rồi nè. Chơi đi. Chơi đi. Bi cái phao này đủ cho Bi không? Chú che chắc nó nổi lên bền quá. Phao này không đủ rồi, phải hai cái. Đây. Jolly. Cái này phân lắm, chút này kia sao 10 lửa cái đồ chơi nữa đây, cái surprise. Cái này cái gì mua surprise cho con nha. Chứ nhà nó theo lâu chưa. Đây mình lấy cái gì yellow á. Cái nó được không? Cái go rồi. À vô. Để chị một bên đó lại chị bên này lại chị bên đó. Mát quá. Mát cho đi. Mami. Hello. Hello. Chili. Con lái này nè, lái này. Lái này, con cám này lái. Đấy quên, đúng rồi. Quay sao không à? Ôi, cái cổ không đi. Bây giờ, quá giờ sao? Mày. À, 2 giờ 40. Con cảnh hữu tình. Nâng nước hữu tình của con à. Lái theo con Bí nhanh. Lái theo con Bí, nó điểm rồi đấy. Thấy chưa? Đồ ăn con có bị gì không? Hả? Dịch tới có thể giống mình vậy con. Dịch tới cũng bơi kìa. Bây giờ con bơi sai rồi, nó qua bên này rồi. Dạ. Công ty nó kéo quả đó. Đi hút xe rồi. Đắp vô đây. Rồi bây giờ mình tạm neo ở đây đi. Tạm neo hay làm gì? Đuối quá. Cái dừa nó ra ăn uống. Bên này cũng mát rồi ha. Yên tĩnh, bên này ít hơn bên kia. Mấy thằng kia nó chơi, nó okay, chơi. Đi quăng cái này nha. Chơi mấy cái banh này nó trời, nó chơi đấy nhiều lắm. Bong nước mà em. Mùa hè chơi này vui. Thì ai cũng phải đeo hết.
kêu hôm nay là police vô bắt bây giờ đó. Đi nha, phải đeo cái bộ lít tới bây giờ. Nằm đây muốn ngủ quá. Ngủ giấc. Ngủ giấc lát vô dậy ăn tiếp đây. Ngủ giấc lát vô chặt 2 tiếng nữa má. Đi con ai nó mới nhiễu chân nó bay kìa, con nghiêng nó đổ chân nó bay rồi. Nè có mấy ông nội đạp dịch mà không đạp nè. Đạp cái tắp cho bà lờ nè. Nè có mấy ông nội nè. Đạp mà không là đạp tắp vô lề nè. Mở nhạc rồi enjoy nè. Hello. Đạp gì mới gọi là đạp dịch. Dịch. Ngân cho gái đạp miếng cả đây. Neo thuyền vô bò đi quăng rác là hết chịu nổi không? Nhanh 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 nha. Không thuyền bỏ đi là máy bay á, xe bay á. Để mình đi xuống con. Nó còn 200 bia rồi ăn lẩu ra. Hết rồi hả? Hết 10 ra còn 200 bia ăn lẩu ra rồi. Bị rồi bến. Bác tài này đi sao sà lơ quá. Nó nói nó tính 1 tiếng xong rồi tính luôn 2 tiếng chứ đâu có tính 1 tiếng mấy phút rồi. Ủa đạp xíu vô chứ gì vậy? Bên đó đạp đi bên đây kẹt không? Lấy mẹ. Đạp đi. Bẻ mãi bẻ mãi. Rồi rồi. Em đừng có đạp. Đạp bể cái vỏ. Anh hiểu nhiều chuyện đi đâu tự nhiên bỏ tiền tao đi đâu à. Tiền coi chừng cái vỏ con á. Wow. Ooh.